Muisu ở tháng thứ 6 của thai kỳ, tăng 13kg, không có chồng ở bên cạnh chăm sóc, vẫn chăm bán hàng online kiếm thêm thu nhập. Trộm vía hai mẹ con mật ong đều khỏe mạnh, cân nặng của Muisu cũng tăng trong mức ổn định. Dù không có chồng bên cạnh, cô nàng vẫn giữ tinh thần lạc quan để em bé phát triển tốt. Vừa qua, cặp đôi Muisu và Bi Bảo nhận được sự quan tâm của nhiều người khi thông báo tin vui có thiên thần nhỏ nhờ phương pháp thụ tinh ống nghiệm. Vì nhiều lý do, ông xã Bi Bảo không thể qua Mỹ cận kề chăm sóc Muisu. Mới đây, anh chồng Bi Bảo đã cập nhật một số hình ảnh xinh đẹp của vợ ở tháng thứ 6 thai kỳ. Trộm vía hai mẹ con mật ong đều khỏe mạnh, cân nặng của Muisu cũng tăng trong mức ổn định. Dù không có chồng bên cạnh nhưng cô vẫn giữ tinh thần lạc quan để em bé phát triển tốt. Muisu cho biết đã tăng 13kg, em bé mật ong phát triển khỏe mạnh, không còn thiếu cân nữa. Dù mang thai nhưng Muisu vẫn bán hàng online, có thể thấy mẹ mật ong vẫn giữ tinh thần vui vẻ, lạc quan. Được biết, bác sĩ tại Mỹ lấy được của Muisu 16 trứng và cấy thành công 4 phôi. Theo cô nàng chia sẻ, người bình thường lấy được 5 đến 10 trứng là thành công rồi, trộm vía Muisu tạo được đến 4 phôi. Sau khi cấy một phôi để mang thai mật ong, 3 phôi còn lại trữ đông để sau này cặp đôi muốn có thêm em bé thì sẽ tiếp tục cấy để có thể được lên chức bố mẹ. Vợ chồng Bi Bảo Muisu đã bỏ ra chi phí không nhỏ. Bi Bảo chia sẻ đến khi em bé chào đời số tiền ước tính hơn 1 tỷ đồng.